Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Hành Hợp ha. Thì cửa hàng của em thì chuyên về bán máy đất cắt cỏ động cơ 2 thì, động cơ 4 thì và đặc biệt là máy cưa xích nha. Hôm nay em lên luôn máy gọn. Chỉ có hai cắt cỏ, chỉ có hai hệ thôi, là hệ Magu và hệ Nissan, kèm hai cây cưa xích nha. Vô hôm nay siêu đẹp, siêu quyết nha mấy anh chị. À, mình xem kênh nhớ cho em xin một nút like kèm một nút đăng ký kênh ha. Thì tên của em là tên Nhanh đó, cho nên là cô bác anh chị đồ mình cứ chúc lên cho em Nhanh nghe cho nó gần gũi nha. Thì hôm nay em Nhanh có lên cho mình luôn máy chuyển U 12 máy nha, rất đẹp nha, rất là đẹp đó. Thì trong đây em có trang cho mình hai cây cưa xích nè, một cây cưa tay cục Tanaka và một cây cưa Makita đó, tay dài có trợ lực nha. Còn về hệ Magu thì hôm nay em lên áo vàng đó, Nisu thì em lên áo đỏ. Em lên là hôm nay luôn là lô siêu mẫu nha em, chứ không phải thường. Này Magu có 23 nè, 23 nè, 26 và mấy anh nghĩ thử giùm em ra bóp gin 100% hết ha, mặt trước cũng như mặt sau siêu đẹp. Kế đến là Mitsu 261 nè, Mitsu 26 nè, Mitsu 261 nè, Mitsu 261 và cuối cùng là Mitsu 261 đó. Cái này là nhớ bấm like và đăng ký kênh nha. Cái lợi thế của những anh nào mà đăng ký kênh bấm like là em like xong em đăng lên YouTube là nó sẽ hiện lên trang cá nhân của mình ha, là cửa hàng Thành Hợp đó, đăng like đó, nhiều khi không cần phải đón coi, vô bấm like thôi đó, bấm like xong rồi vô coi cái nào phù hợp thì chốt, không phù hợp thì mình xem cho vui tham khảo. Giống như thay vì nhiều anh ấy hàng ngày nghe tiếng em Nhanh like quen rồi, bữa nào mà không nghe rất là buồn. Có khi sáng ngủ rất sớm á, 4-5 giờ sáng bắt cái tiếng của em, thay vì nghe đài phát thanh nghe tiếng em nói, cái đó khách phản hồi nghe chứ không phải mà em thiêu dạch đâu. Mình đâu có nội dung mà đừng nói nhiều vậy đó, khách ta nói gì đó trời ơi, lên coi nghe nghe biết gì. Với em có nhiều cái chia sẻ về máy móc và cách pha nhớt rồi đó, để chạy máy cho nó bền đó, cho nên được nhiều anh chị quý mến lắm đó. Thì địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Em ở giữa huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt. Rồi anh nào mà mình có dự định lên em mua máy thì gọi điện trước cho em để em hướng dẫn đường mình đi cho nó nhanh, không bị lạc đường, hoặc là các bạn Zalo để em Nhanh gửi định vị cho mình qua mình mua máy cho dễ dàng ha. Rồi hôm nay máy giá tầm dao động 1.650 trở lên thôi, 1.8, 1.9, 2.000, 2.3 đến 2.500, 2.600 ha. Mấy anh mua hàng của em Nhanh, mấy anh an tâm đi, em Nhanh không có lấy cọc mình 1.000 nào hết ha, cho nên mình không sợ bị lừa đảo hay là lừa gạt mình đó. Hàng nhà tới chỗ được tháo hàng ra kiểm tra test nổ máy đúng hàng, máy nổ ngon lành hả nhận. Và quá trình sử dụng máy có vấn đề gì thì cứ alo cho em Nhanh để em Nhanh hỗ trợ cho mình ha. Em Nhanh bán hàng có chế độ bảo hành bảo trì rõ ràng, cho nên mình cứ an tâm với vấn đề đó ha. Máy xài có trục trặc gì thì cho em hay, và nhớ tỷ lệ xăng nhớt pha cho chuẩn nha, để máy mình chạy cho nó bền ha. Thì cái số điện thoại của em Nhanh chốt đơn nè, 0913136620 đó. Số này là hỗ trợ tư vấn máy, chốt đơn, tư vấn kỹ thuật và đặc biệt là có Zalo nha, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị ha. Đóng hàng đi, mình ra ta biết chừng nào. Rồi, bên em có nhận ship hàng toàn quốc trên mọi miền đất nước đó. Rồi ví dụ như miền Tây mình đi thì trong vòng 3 ngày, miền Trung hàng đi trong vòng 5 ngày và miền Bắc thì hàng đi trong vòng 7 ngày. Cái thời gian đó thì mình sẽ nhận được máy ha. Và cái giá máy mà em Nhanh báo ra đối với cưa xích thì em Nhanh đã bao ship kèm tặng theo cho mình 4 món. Đây 4 món của em nè. Một cái bao lam zin nè. Một cái dũa tay nè, là dũa xích nha. Một cái vít chỉnh xăng nè. Một cái tiếp mở bugi. Đó, là em đã bao ship phụ kiện đầy đủ. Và đối với cưa xích á là mấy anh hàng tới chỗ mà em chuẩn bị xong với nhớt thử máy, còn nhớt lam là em Nhanh vẫn để ha, còn nhớt máy là em Nhanh rút ra hết. Đối với cắt cỏ thì em Nhanh bao ship tới nhà và kèm theo 6 món phụ kiện ha, 6 món em Nhanh cho nè. Cái đầu tiên là một cái tiếp mở bugi mở đầu dao nè, một cái lục giác 4, một sợi dây đeo, sợi dây đeo này hai cái móc mình móc vô một chỗ ha, một cái đĩa dài 3 tấc đĩa mới thương hiệu Makita, một cái chắn cỏ, chắn cỏ này là trên máy có thì thôi, không có em mới cho chắn cỏ theo ha, và kèm theo một cái ổ cước 4 chân. Cái ổ cước của em nó có dây cước luôn nha mấy anh, nó có dây cước theo luôn, là 6 món này. Và mặc định 6 món này do nó thông dụng cho nên em cho 6 món này, còn anh nào không lấy đĩa dài hoặc ổ cước thì mình đổi qua đĩa tròn. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn
một cước mặt đi cho mũi dài, thì em sẽ cho theo ý kiến của mình ha. Rồi cái này là cái gom cỏ nha em ạ, gom cỏ này 100.000 cái ha. Mấy anh mua máy mua gom cỏ theo thì sẵn em bao ship cho, còn mua lẻ thì mình chỉ phí giùm em 30 là 130. Còn cái này là cái tua hít bơm nước ha, mùa này chợ xách nước lên tứ cây mệt luôn, mua máy cắt cỏ mua tua hít theo mình bơm nước em, anh có 150.000 cái nè, sẵn nói em nhanh gắn luôn ha, 150.000. Còn hai cái này là cái phiên bản phát cỏ hoặc là mình ứng dụng vô trà rong được ha, loại nhỏ 100, loại lớn 120. 100.000 này là mấy anh có thể sử dụng cho máy nhỏ hoặc máy lớn đều được, nhưng mà cái loại 120 này mình sử dụng cho máy lớn nha em, máy nhỏ nó yếu máy lắm. Và khi mà mấy anh chốt đơn những cái phát cỏ trà rong như thế này thì em sẽ cho theo cái này thôi, hát cái đầu bò này không có cho theo nha em anh đó. Rồi cái này nhớt thì em nhanh bán thêm nè, sẵn em nhanh sẽ hướng dẫn cho mình cách xăng pha xăng và nhớt cho máy cắt cỏ và cưa xích ha. Đối với máy cắt cỏ tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt giùm em, đối với cưa xích 1 lít xăng 70cc nhớt giùm em ha, 70 nha em đó. Khi mà em nhanh hướng dẫn pha như vậy mấy anh cứ pha đúng, máy hư em nhanh chịu trách nhiệm. Rồi mấy anh pha như vậy thì máy của mình chạy sẽ hơi ra khói một tí xíu, nhưng mà nó mát máy, không có hư hao gì đâu, mấy anh cứ pha như em chỉ ha, em chịu trách nhiệm hết những gì em nói. Nhớt này là nhớt qua test nha em anh, một bình này chỉ có 100.000, một lít lần nghe em anh, mà một lít nhớt như vậy mấy anh có thể pha từ 20 đến 25 lít cơ. Rồi mấy anh pha, rồi mấy anh có cái niêu cho mấy anh pha này, mấy anh bóp nhớt ha, bóp nó qua đây xuống đây đó, cái niêu này 20, 40, 60, 80, 100, mấy anh thấy rõ không? 40 này mình pha cho 1 lít xăng cho máy cắt cỏ, 70 thì mình pha cho 1 lít xăng cho máy cưa xích đó. Rồi cái này là em nhanh bán thêm ha, anh nào cũng ủng hộ em nhanh thì em nhanh cảm ơn trước luôn, mua từ 5 chai là em nhanh bao ship luôn đó. Đây rồi em sẽ test nổ máy nha. Quay cái lử ra ngoài á, mày né tao Dương, qua đây là Dương, qua đây nè. Ừ, bình thường đúng rồi. Căng sát lại. Trọng lượng 4kg nha. Chiều dài cái lam là 3 tấc 9 50. Đó. Cưa này mấy em gà em like rất là nhiều rồi nha. Làm về số lượng đó. Cưa là Tanaka, công suất là 33cc, nòng 37 ly ha. Chạy cực kỳ khỏe, bô khói nè, mình thấy tiếng máy bô là chạy siêu khỏe, nồng nó hai lá bạc nha. Đó, mé nhánh tỉa cành hạ cây đứng gì cũng ok. Rồi con ốc tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm trên lam ha. Cái loại này là hầu như là như vậy, 100% là như vậy. Sử dụng xích này là xích 91. Đó. Giữ ga nè. Giữ ga này là ví dụ như mấy anh cưa cây số nhiều ha. Mấy anh bóp hoài mình cũng mỏi tay. Mấy anh bóp cái cò này vô giữ cái này lại ha, thì nó sẽ giữ ga lớn hết. Nhưng mà chỉ giữ ra lớn được 70-80% của nó thôi nha, chứ không có giữ được 100% công suất. Rồi con ốc để mà mình nhả nhất lam hay là mình muốn nhất lam ra nhiều ra ít thì con ốc nhựa này, mấy anh về cái dấu cộng ha, là nó sẽ ra nhiều, và về dấu trừ nó sẽ ra ít nha. À, mình lấy cái tiếp mở bugi nó có cái đầu đó, mình chỉnh ha, đầu nhọn đó mà. À, chỉnh, tắt nè, mở nè. Nắp phía sau là nắp nhất lam ha, nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt nha. Lê gió nè. Đó, đóng le, mở le đẩy vô, giúp ông phụ nè. Con ốc HL, con ốc chữ T là những con ốc chỉnh ga MT, nhả xăng nhả gió ha. Mặt tiền rất là đẹp nha, mã này em bán cho mình là mã 1.9 triệu, 37 ly mấy anh chốt và chốt cho em nhanh mã U1 nha nè, U1. Rồi cái mã Tanaka nha, Makita. Thank you.
4,5 kg. Rồi, chiều dài cái lam này là 4 tấc. Trọng lượng là 4,5 kg nha. Nó màu bụi dưới kìa. Rồi, thương hiệu Makita giá mềm mại ha. Cái này đầu tiên em có lời khen cho cây cưa này là nó phiên bản này nó có trợ lực nha em. Hãy xin làm chị ơi vô. Các bạn quay á. Phiên bản này nó có trợ lực ha, giật rất là nhẹ. Công tắc của nó thì còn cái miếng thun ha, dựng lên nhỏ xuống không đau tay nha. Đây, phiên bản giữ ga như em nói nãy đó ha. Đó. Makita 333. Ốc máy này mấy anh nhìn đi. Còn vàng tư luôn, khá đẹp ha. Bột khói chấm tư nha. Makita cái này nó cũng sử dụng xích là xích 91 nha em ha. Mặt tiền nè. Cái con ốc tăng đưa dây xích dây sên nó nằm ở đây ha. Có vú bơm phụ nè, e gió rồi luôn. Rồi mình muốn vệ sinh bộ lọc gió thì mình tháo con ốc cái này ra ha. Kéo cái miếng màu đen này lên. Ở phía dưới nó sẽ có cái miếng mà mình lọc bụi rồi đó ha. Lâu ngày mình cũng tháo ra mình vệ sinh để cho máy chạy mượt hơn, tiết kiệm xăng hơn. Makita tay dài ha. Mã này thì có trợ lực luôn nha em anh. Đã chốt dần em nhanh mã U2 37 ly. Giá là 2 triệu ha. Cái gì? Mà em thấy nó đóng hàng nó đọc chưa? Cái đó là cái camera của em đó. Đóng hàng mà thiếu cái gì là em chiết xuất camera là em thảy qua bên trên shipper đó. Tại vì kêu mấy anh đó là trước khi tháo hàng qua quay video kiểm tra cho em cũng có video đó nghe. Cái đó không phải đọc chơi đâu nghe mấy anh. Đọc đồ là đóng vô kiểm tra lại cái nữa đó. Đóng hàng rất là kỹ nha, uy tín lắm à. Maruyama BC233 HN ha. Maru. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha em anh. Siêu nhẹ ha. Những con ốc theo máy mà anh nhìn đi, nó trắng tư luôn. Cái tem nè, tem zin rồi luôn ha. Bộ cái bình xăng lớn đó nè, cực kỳ là đẹp. Bộ khói nè, đó. Sở hữu chế zin One Pro ra ngang ha. Tôm liền tôm nhựa nha em anh. Đó, công tắc nằm đây. Mã này là Nhật quên xài ha. Nhìn những con ốc theo máy nè. Mình sang lớn zin ha, ốc trắng tư ha. Lóc có dập chịu nổi, made in Japan luôn nha. Đây. Đó. Ốc cùm nè. Ốc cùm ở trên đẹp, ở dưới cũng như nhau ha. Không xét không gì nha. Ra bóp zin. Láp Maruyama 233, trắng cỏ đầu bò zin đầy đủ hết ha. Đó. Nồng 32 ly ha. Giá này em bao ship phụ kiện đầy đủ cho mấy anh nha. 1.650.000 mấy anh chốt mã U3 giùm em nhanh ha. Ra bóp zin luôn. Rồi. Maruyama BC233 nữa ha. Cái phiên bản này cũng có trợ lực nha em anh. Đó. Ốc theo máy toàn là ốc kim hết ha. Mà anh thấy nhìn là biết Nhật quên xài rồi. Hôm nay em lên một quạt không cho anh luôn nè. Quá đẹp, chạy cái zin One Pro luôn ha. Bộ khối nè. Đẹp đẽ ăn ken luôn. Lóc có dập chịu nổi, made in Japan ha.
khung bảo đỡ còn dày dặn luôn nha em, rất là đẹp. Công tắc máy ha, nằm ở đây đó, tôm liền tôm nhựa tem rồi còn yên nguyên ha. Hai cái đầu lớn dài dữ như anh biết rồi đó, Magu chạy cực kỳ là ổn định, tiết kiệm xăng ha, ít còn không quặt á. Lát còn tem nè, trắng cỏ đầu bò ghim theo máy hết ha. Mã này chốt thì chốt cho em nhanh, U4 nha em anh, 32 ly 1.650.000 ha. Rồi, BC26T Magu Yanma nữa ha. Mã này 34 ly nha. Bình xăng lớn ghi đẹp ha, ốc trắng mới luôn nha. Mặt trong cũng như mặt ngoài rất đẹp ha. Khung bờ đỡ nè, lóc có dập chữ nổi nè, mắt in Japan luôn ha. Máy nó đẹp nè, xuất sắc chưa. Tôm liền tôm nhựa ha, công tắc trên di đông màu cam màu đỏ anh ha, ga bóp gin đó, trắng cỏ đầu bò gin ha, liền lạc hết luôn. Mã này chốt cho em nhanh là U5 34 ly, giá 1.800.000 đồng ha, 1.800.000 đồng. Magu Yanma. Rồi, công suất cũng 26cc 34 ly luôn nha em. Rất đẹp ha. Chạy chiếc zin ngang ngang quanh rồ luôn nha. Rồi, lắp cũng dập chữ nổi Made in Japan luôn ha. Khung nè, vẫn còn đầy đủ những con ốc dưới đây nè. Bị sét rất là cao nha em, nhưng mà ốc Maru là trắng sét, không có bị sét gì chăng ha. Ốc tư luôn. Hàng em lựa từng con. Công tắc máy ha, tôm liền tôm nhựa ha, ga bóp zin, lắp zin nè, trắng cỏ đầu bò zin hết. Mã này chốt giùm em nhanh là mã U6 ha, 34 ly 1.900.000 đồng. BC263 Magu Yanma nữa ha. Đó, phiên bản này nó có trợ lực nha, trợ lực nhẹ nha em ơi, trợ lực nhẹ ha. Ốc máy thì trắng đẹp, siêu phẩm Nhật quên xài. Bình xăng lớn ghim trắng tư ha, có khói nè. Rồi, nắp dẫn dạch chữ nổi Made in Japan ha. Cái này là sử dụng bộ chế quanh và rồ của nó luôn nha em ơi, chế ghim theo máy luôn. Khung thì vẫn còn đầy đủ nha em, ốc máy nó trắng nè, lắp la lắp lánh luôn. Ga bóp pin ha, lắp pin nè, đó, trắng cỏ đầu bò ghim đồ đầy đủ ha. Mã này chốt giùm em nhanh U7 nha em, 34 ly 2.000.000 ha.
sao mày không dẹp đi Dương, sao tao ngồi nó dẹp đi, nó ghé ngồi à. Nó xù ha. Mitsubishi TL261 ha. Đây, dạc Mitsu hết. Bên em là Mitsu là số lượng cực nhiều, hết bao nhiêu thì nói bên em lên cho mình. Mitsu chạy thì nó đỉnh này, nó đỉnh từ trong Nam ra Bắc ai cũng biết rồi ha. Đó, anh nào cũng biết rồi. Rồi lợi xăng. Nó nhiều công dụng, đấu xịt thuốc, thổi lá ha, bền luôn. Rất là bền ha. Chạy hai kim, quanh bờ rồ nha em. Bình xăng lớn, lốc máy đầu zin cực kỳ đẹp. Lóc có dạch chữ nổi Made in Japan ha. Tôm nhôm tôm gờ 260 con tắc nè. Hai tờ đôi lớn ra giữ ha. Lắp zin trắng cỏ đầu bầu zin nè, đầy đủ hết. Đó. Có đế bự đỡ bình xăng luôn nha nè. Mã này chốt cho em mã U8 33 ly 2.300.000 đồng ha. U8. Mitsubishi TL26 nòng 33 ly nha. Công suất là 26cc. Chạy chế 2 kim luôn nha em. Chế 2 kim quanh bờ luôn ha. Cái miếng mà cho chỉnh xăng này, miếng nhựa này vẫn còn. Nhìn lốc máy đẹp. Có khói nè. Dinh rồi luôn ha. Lốc có dập chữ nổi Made in Japan ha. Đó. Tum nhôm tum G26 nha. À, chú ý giùm em đẩy cho mày tắt. Đẩy lên là mở nha em anh. On up ha. À, cái tum nó còn xương zin luôn nha. Đó để bờ đỡ bình xăng nè. Cái này nó có thông số luôn nha em anh. Đó, mình chụp cái thông số này lại ha. Thích thì chụp, không thích thì thôi. Trắng cỏ đầu bờ zin. Đó. Cầm máy màu đỏ luôn. Tông sẹt tông hết. Mã này chốt giùm em nhanh mã U9 33 ly 2.400.000 đồng ha. Rồi, cái đến là Mitsu 261 ha. Mitsubishi TL261 ha. Ốc máy nó đẹp nè trời. Ốc zin theo máy nha em ơi. Lốc máy đó nè. Trắng sáng ha. Để chế 2 kim nha em ơi. Chế zin quanh bờ rồ luôn ha. Đó. Mình xăng lớn zin nè. Đẹp trừ từng chi tiết nhỏ ha. Đó bộ khó. Lốc có dập chữ nổi Made in Japan nha. Máy này thì cũng có cái đế bờ đỡ bình xăng nha em ơi. Đó. Tum nhôm tum 260 ha. Tum tắt nè, tum gầy nha em ha. Lắp bánh tĩnh điện màu hồng luôn. Đó, ra giữ luôn ha. Trắng cỏ đầu bò zin nha. Mở quạt cho mát chị.
Mã này chốt giùm em mã U10 nha mấy anh, 33 ly 2,5 triệu ha. 2.500.000 đồng. Cái đó là Mitsu 261. Mitsubishi tên là 261. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha mấy anh. Chạy chế 2 kim e đỏ tự động luôn. Vừa trợ lực vừa e đỏ tự động cho nên giá nó sẽ là 2.600.000 đồng ha. Máy này zin 100% nha, bình xăng lớn nè. Trắng sáng rồi lốc máy nè. Bô khói nè. Rất đẹp ha. Rất đẹp. Có thông số luôn. Đó. Rồi đế bằng nhựa bỡ đỡ bình xăng ha. Lóc dập chữ nổi mắt in Japan ha. Đó. Tum gòi tum nhôm luôn nha các anh. Tắt luôn nữa nè. Liên lạc hết. Cái này thì hai tay đâu lớn ra giữ nha. Lắp bắn tĩnh điện ha. Trắng cỏ đầu bò ghi. Liên lạc hết luôn nha. Mã này thì chốt cho em nhanh mã U11 33 ly 2.6 triệu ha. 2.600.000. Rồi cái cuối cùng. Siêu phẩm men này quá đẹp, có trợ lực ha. Hai kim One Pro đó, rất đẹp ha. Lốc có dập chữa nổi mát in Japan rồi luôn nha, chi tiết nhỏ luôn. Tum nhôm trong gậy 2 số 10 ha. Công tắc này. Đó, thông số này nghe mấy anh. Hai tay đôi lớn ra giữ luôn nha. Đó, gắn cỏ đầu bò ghiên hết. Mã này em cũng bán mình 2.600.000 đồng nha. Rồi mấy anh chốt giùm em mã U12 nha. 2.600.000. Rồi, chào và hẹn gặp lại mấy anh ha. Tạm biệt.